Này thiện hiện, ta cũng chẳng thấy tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác, có thể chấp, có thể trước. Ta cũng chẳng thấy có Pháp nào có thể chấp, có thể trước, cũng chẳng thấy do Pháp ấy mà có chấp, có trước, do chẳng thấy nên chẳng chấp, do chẳng chấp nên chẳng trước. Cho nên, này thiện hiện, Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước sắc, chẳng nên chấp trước thọ tưởng hành thức. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước nhãn xứ, chẳng nên chấp trước nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước sắc xứ, chẳng nên chấp trước thanh hương vị xúc pháp xứ. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước nhãn giới, chẳng nên chấp trước sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước nhĩ giới, chẳng nên chấp trước thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc, cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước tỷ giới, chẳng nên chấp trước hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc, cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước thiệt giới, chẳng nên chấp trước vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc, cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước thân giới, chẳng nên chấp trước xúc giới, thân thức giới và thân xúc, cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước ý giới, chẳng nên chấp trước pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước địa giới, chẳng nên chấp trước thủy hỏa phong không thức giới. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước vô minh, chẳng nên chấp trước hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, ưu não. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước bố thí ba la mật đa, chẳng nên chấp trước tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước pháp không nội, chẳng nên chấp trước pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước chân như, chẳng nên chấp trước pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước thánh đế khổ, chẳng nên chấp trước thánh đế tập diệt đạo. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước bốn tịnh lự, chẳng nên chấp trước bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước tám giải thoát, chẳng nên chấp trước 8 thắng xứ, 9 định thứ đại, 10 biến xứ. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước 4 niệm trụ, chẳng nên chấp trước 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 chi đẳng giác, 8 chi thánh đạo. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước pháp môn giải thoát không, chẳng nên chấp trước pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước 10 địa Bồ Tát. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước 5 loại mắt, chẳng nên chấp trước 6 phép thần thông. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước 10 lực Phật, chẳng nên chấp trước 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước pháp không quên mất, chẳng nên chấp trước tánh luôn luôn xả. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước trí nhất thiết, chẳng nên chấp trước trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước tất cả pháp môn Đà La Ni, chẳng nên chấp trước tất cả pháp môn Tam Ma Địa. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước quả dự lưu, chẳng nên chấp trước quả nhất lai bất hoàn A-la-hán. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước quả vị độc giác. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước tất cả hạnh Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Đại Bồ Tát cũng chẳng nên chấp trước tánh Phật, tánh Như Lai, tánh Pháp tự nhiên, tánh trí nhất thiết trí của tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác,